Đây là hàng chục tấm lưới tàng hình để bẫy những con chim yến, được các đối tượng giăng cao, bố trí ngang dọc, chằng chịt trên cánh đồng của hai thôn Vân Tiên và Trà Đóa 2, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Những con yến bị sa lưới được người bán phân loại, những con bị chết sẽ bán vào các hàng quán với tên mới là chim sẻ, còn những con còn sống được tập kết và bán cho các đầu nậu để bán phóng sinh vào dịp rằm, mùng 1 hay tháng 7 âm lịch. Vì quá bức xúc, nhiều cơ sở nuôi yến lâu năm từng thức khuya dậy sớm để bắt quả tang bọn yến tặc. Thậm chí đôi bên từng xảy ra xô xát. Anh qua chợ, anh bắt những cái đám chim đó. Anh quay clip lên với một người, cái người mà bán chim, nó hắt ra anh đai bể cái điện thoại, mất hư cái điện thoại luôn. Rồi nó vũ chim nó đổ ra, anh giữ xe cũng không được, anh rút máy anh gọi cũng không có người hỗ trợ. Thì một mình anh cũng đơn thương nữa, rồi anh làm cũng chán nản nhưng mà cũng phải làm, chuẩn bị đó là cái nghề của mình rồi. Giá một con chim yến được các đối tượng bán ra chỉ khoảng 7.000 đồng một con. Nhưng với cặp chim yến đó, trong các nhà yến nhân tạo, một năm sẽ cho ra 2 đến 3 tổ. Nếu thu nhập tốt, sẽ mang đến thu nhập từ 1 triệu đến 1,5 triệu. Việc bắt chim yến theo kiểu tận diệt đã gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành yến sào, trong khi nhiều nhà yến trong những năm đầu chỉ dẫn dụ được vài chục cặp yến đến làm tổ. Còn tại đảo Cù Lao Chàm, mỗi năm, tổ của chim yến thường được khai thác 2 đợt vào cuối mùa xuân và cuối mùa thu. Hiện 1kg yến đảo Cù Lao Chàm loại 1 có giá bán hơn 150 triệu đồng. Khoảng 90% tổ yến sau khi được phân loại sẽ được xuất khẩu. Nhưng năm nay, do số lượng đàn chim yến giảm sút, nên sản lượng tổ thu hoạch phải dời sang cuối mùa thu. Theo Ban Quản lý và Khai thác Yến Cù Lao Chàm, có nhiều nguyên nhân khiến đàn chim yến giảm về lượng, nhưng nguyên nhân cốt lõi nhất là do tình trạng bẫy bắt chim yến. Người ta tính giá trị của chim yến. Nếu chim đợi yến đậu, thì một cạp của chim yến như vậy, một nam, nó sản sinh ra cũng 5-3 triệu, mà dòng đời của nó sống được vài chục năm. Như vậy bắt một chim yến hủy hoại cái môi trường và hủy hoại cả nền kinh tế. Và hiện nay luật chăn nuôi thú y, luật chăn nuôi về chim yến đã ra đời và kích cào cho người dân nuôi. Mà nếu người dân nuôi mà bãi bát như thế này thì rằng là toàn phá được, bảo vệ được chuyện này thì chính quyền địa phương có cấp có ngành có bỏ cục. Thứ nhất ta phải tuyên truyền về cái luật phòng chống cái luật chăn nuôi, những nghị định để xử phạt của chim yến nuôi riêng và có cái động vật hoang dã nói chung đến người dân, và kể cả ta đưa vào trong trường học. Con chim yến là một nguồn kinh tế rất lớn, có giá trị cao, phải nâng nó lên một tầng và can thiệp về pháp lý, đối hình thức xử phạt hành chính thì tôi thấy rất nhẹ. Pháp luật hiện hành có quy định rõ đối với các trường hợp săn bắt, vận chuyển, mua bán các loài động vật rừng thông thường, động vật thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm, đặc biệt đối với chim yến được đưa vào danh mục động vật thuộc nhóm 2B. Phải có những chế tài nó mạnh tay hơn, chứ hiện tại theo cái nghị định 14 thì nó chỉ phạt hành chính không thì nó cũng mang tính chất là nhẹ quá, mà chưa đủ cơ sở để mà làm ra cái người bắt yến người ta họ sợ đi. Cho nên rất mong muốn rằng chính quyền cũng như là truyền thông mà cũng như là những người chúng ta hãy đồng hành để bảo vệ đàn yến, một sản vật quý giá của thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Nếu được bảo vệ và quản lý khai thác hợp lý, yến sào hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi cực lớn cho đất nước, có thể đạt đến giá trị xuất khẩu hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm. Trước thực tế đáng lo như vậy, tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu có những động thái để bảo vệ đàn chim yến. Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hiện nay là đã chỉ đạo cho các ngành phối hợp với lại ngành kiểm lâm, các cái đơn vị trực thuộc của Ủy ban huyện triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền bằng nhiều cái hệ thống, từ tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình, tuyên truyền bằng loa di động, tuyên truyền thông qua các cuộc họp của các hội đoàn thể, và chúng tôi tuyên truyền bằng pano office tại các khu chợ, các cái điểm mà có cái xảy ra cái việc này.
trên cơ sở tuyên truyền thì chúng tôi thường xuyên chỉ đạo cho lực lượng kiểm lâm, các đội cơ động thường xuyên đi nắm địa bàn, các cái tuyến đường để nếu phát hiện vi phạm về vấn đề này thì sẽ xử lý. Giá trị mà tổ yến mang lại rất có giá trị về dinh dưỡng lẫn giá trị kinh tế. Vì thế mà tổ yến thường được gọi là vàng trắng. Ngay từ bây giờ, rất cần sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ các cấp ngành và đặc biệt là hành lang pháp lý cần có chế tài đủ mạnh để bảo vệ loài chim quý trước khi chúng thực sự bị tận diệt.